Quý vị và các bạn thân mến, sau những giờ học tập và làm việc mệt mỏi thì hẳn ai cũng muốn được thư giãn nghỉ ngơi đúng không ạ? Và Như Quỳnh nghĩ là chúng ta không cần phải đi đâu xa hết, vì ngay hôm nay Như Quỳnh sẽ đưa các bạn đi đến thăm một ngọn thác, một homestay ngay trên địa bàn xã Đắc Xin, huyện Đắk Sờ Lấp, tỉnh Đắk Nông. Và như quý vị và các bạn cũng đã thấy, hiện tại Như Quỳnh đang có mặt tại thác 5 tầng. Và bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng Như Quỳnh khám phá vẻ đẹp nguyên sơ cùng dòng thác tuyệt vời này nhé. Đây là thác 5 tầng thuộc địa phận thôn 3, xã Đắc Xin, huyện Đắk Sờ Lấp, cách thành phố Gia Nghĩa khoảng 50 km, cách thị trấn Kiến Đức khoảng trên 20 km. Sở dĩ gọi là thác 5 tầng vì có 5 bậc đá với độ cao khác nhau. Trong đó, khu vực này thu hút đông khách nhất bởi các bậc đá liên hoàn thoai thoải, nước chảy hiền hòa. Mỗi mùa, dòng thác và khung cảnh xung quanh mang vẻ đẹp riêng, khi hùng vĩ, khi thơ mộng, lãng mạn. Vào mùa khô, thác ít nước, nhưng cây cối vẫn xanh tươi, làn nước trong veo, mát dịu, giúp xua tan nắng hè. Vào cao điểm mùa mưa nước dâng, dòng thác đổ âm ào, tung bọt trắng xóa, tạo nên khung cảnh hùng vĩ, nhưng sau những cơn mưa lớn, nước sẽ đục. Riêng những ngày đầu mùa mưa như hiện nay, mực nước đã tăng hơn so với mùa khô. Dòng chảy tràn khắp bề rộng thềm đá, vừa đủ sức quyến rũ những người yêu thích thiên nhiên hoang sơ. Dưới chân thác là suối nước rộng, bằng phẳng, nước nông. Trẻ em có thể tắm, vui đùa thỏa thích, có thể thả lỏng toàn thân giữa dòng chảy nhẹ nhẹ. Các bạn nhỏ này chỉ để đưa con đến đây chơi thì thế nào so với ở thành phố? À thì trong khi tôi đưa con tôi đến đây chơi thì cảm thấy ở đây thích hơn. Thành phố Hồ Chí Minh thì chắc mọi năm phải sang đây một lần nữa. Cảnh vật ở đây hả? Thì cảnh vật ở đây thì thấy đẹp, thoải mái, vui, hợp với mấy đứa nhỏ hơn. Thiên nhiên ưu ái khi giữa dòng suối có nhiều cây cổ thụ tỏa bóng mát. Người dân địa phương kê vài tấm phản dưới tán cây, bắc cầu ra khoảng đất nhô lên giữa suối, điểm xuyết thêm những chiếc xích đu mộc mạc tiện cho khách nghỉ ngơi, thư giãn. Ngồi đây ngắm cảnh, lắng nghe tiếng chim hót, hòa lẫn tiếng thác đổ, để làn nước mơn man chân trần, nô đùa cùng trẻ em địa phương là trải nghiệm chẳng dễ gì có được. Xin chào các bạn. Chào chị. Tụi em đến đây với ai? Em đến với mẹ với các em. Đây là lần thứ mấy tụi em đến đây rồi? Em đi lần đầu. Lần đầu. Em thấy ở đây hình sao? Mát không? Vui không? Mát. Các bạn thấy ở đây vui không? Dạ vui. Thác 5 tầng luôn đông khách vào những dịp lễ, ngày cuối tuần, đặc biệt là những ngày nắng nóng. Ở đây không có dịch vụ ăn uống, khách thường mang theo đồ ăn nhanh hoặc mang theo dụng cụ chế biến thức ăn bên bờ suối. Sau một tuần lao động, học tập, cùng bạn bè, người thân đến đây vãn cảnh, tắm suối và đốt lửa, nướng thức ăn, thưởng thức tại chỗ, bạn sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái, tình cảm gia đình thêm gắn kết. Và bạn đừng quên thu gom rác thải trước khi ra về. Đừng lấy đi gì ngoài những bức ảnh, đừng để lại gì ngoài những dấu chân. Tây Nguyên mùa này không khí nắng mưa thất thường. Và sau khi được tắm mát cùng trải nghiệm không khí trong lành nơi ngọn thác Đắc Xin thì như đã hứa, Như Quỳnh sẽ dẫn quý vị và các bạn đến một địa điểm thứ hai, đó là một homestay rất yên bình và cực chill. Dù hôm nay có nắng mưa như thế nào thì quý vị cũng sẽ có một nơi để thả hồn mình vào thiên nhiên tuyệt vời của núi rừng Tây Nguyên. Còn chờ gì nữa, chúng ta hãy cùng đi thôi. Homestay mang tên An Garden nằm ẩn dưới thung lũng thuộc thôn 10, xã Đắc Xin, huyện Đắk Sờ Lấp, cách thác 5 tầng khoảng 8 km. Căn nhà nhỏ đơn sơ, mộc mạc, kệ sách sắp xếp không theo trật tự. Góc bàn bày rổ hoa hoặc trái cây theo mùa, chùm đèn vàng đậm chất đồng quê. Cách bài trí tùy hứng này dễ khiến bạn thảm quên bao lo toan thường nhật, thong dong nghỉ ngơi, lắng nghe chính tâm hồn mình. Thank you.
những căn phòng nhỏ thoáng mát đều mở cửa hướng ra hồ. Những lều có kiểu dáng Mông Cổ dựng gần mặt nước nhất có thể. Không chỉ thế, gia chủ còn trang bị sẵn nhiều lều bạt đủ đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi cắm trại ngoài trời của khách. Ở đây có nhiều hoạt động thú vị cho phép bạn một mình trải nghiệm hoặc rủ bạn bè cùng tham gia. Đầu tiên, Như Quỳnh chọn trải nghiệm chèo súp. Anh ơi, bây giờ em ngồi được lên chiếc súp này rồi. Bây giờ làm sao để em có thể bắt đầu chèo được ạ? Giữ cân bằng mà ra ngoài giữa hồ không bị tròng trành ấy ạ. Mình quay mặt lại rồi mình ngồi cho nó giữa cái súp để lấy cái cân bằng để mình chèo. Dạ đây. Thì bây giờ em ra ngồi ở giữa đây. Mình ngồi lên chiếc súp tí nữa. Rồi. Dạ. Đây đúng không ạ? Rồi. Dạ. Rồi mình rồi. Cột cái dây này vô cái cổ chân của mình để. À dạ đây. Này. Như này đúng không anh? Này. Rồi bây giờ chèo làm sao anh? Mình chèo ra. Đẩy nước. Đúng rồi. Đẩy nước mình đẩy. Dạ, rồi, đây để em thử. Chèo súp hay thường gọi là chèo ván đứng. Đây là bộ môn khá dễ tiếp cận, không đòi hỏi nhiều kinh nghiệm. Người chơi chỉ cần mặc áo phao, đeo dây bảo hộ, tập cách đứng thăng bằng và điều khiển mái chèo. Bạn có thể đứng hoặc ngồi chèo súp, có thể tập yoga, câu cá, thậm chí nằm dài mặc cho súp lênh đênh trên mặt hồ. Quý vị và các bạn thân mến, như Quỳnh thấy thì diện tích của hồ không quá lớn nhưng mà đủ để cho các bạn ưa thích trải nghiệm mạo hiểm có thể tới đây và thử một lần hoạt động chèo súp ở An Garden. Chèo súp ở đây, bạn còn được chạm tay vào làn nước êm đềm, ngắm cây cối xanh ngắt tứ bề, thấy bầu trời trong veo từ góc nhìn độc đáo. Giữa cuộc sống bộn bề hối hả, đã bao lâu rồi bạn chưa đạp xe thư thái trên con đường quê? Về đây hít căng lồng ngực khí trời trong lành, chậm chậm đạp xe lướt qua bạt ngàn cao su, cà phê, qua bãi cỏ dại ven đường, vào bùa trổ hoa căng tràn sức sống, bạn sẽ thấy lòng mình thật sự an yên đến lạ kỳ. Và đây nữa, hoa lá trong khuôn viên homestay đang độ xanh mướt, triền cỏ men theo bờ hồ, hàng chuối rì rào trong gió, cây trái chịu quả theo mùa, lối nhỏ ngập sắc hoa tím dịu dịu, bậc cầu thang mộc mạc theo phong cách đồng quê. Tiệc BBQ được gia chủ dọn sẵn giữa vườn với ngô, khoai, các món nướng theo yêu cầu của du khách. Gió hiu hiu, không gian thoảng hương hoa cỏ đồng nội. Ngồi đây thưởng thức những món ăn dân dã, hàn huyên cùng bạn bè thân tình mang đến cảm giác thư giãn thoải mái, khác hẳn những buổi gặp gỡ xã giao, những bữa tiệc thịnh soạn nơi phố thị. Câu chuyện đang dở dang thì trời đổ mưa. Sinh sống ở Đắk Nông lâu năm, chúng tôi đã quen với những cơn mưa nắng thất thường trong mùa này nên nhanh chóng di chuyển vào nhà. Bên ngoài trời mưa, mang theo chút se lạnh khiến những món nướng trong nhà thêm hấp dẫn, tiệc nhỏ trở nên ấm cúng và thú vị. Mưa rào chợt đến chợt qua nhanh, những tia nắng cuối ngày vẫn len lỏi qua kẽ lá, khung cảnh chiều quê bình dị thêm tươi tắn nhờ hoa cỏ vừa được tắm mưa. Mong muốn tận hưởng trọn vẹn cảm giác hòa mình vào thiên nhiên, chúng tôi chọn ngủ trong những chiếc lều kiểu Mông Cổ nhô ra hồ nước, sắp xếp kiểm tra lại tư trang cần thiết, sau đó ngồi ngắm cảnh hoàng hôn trên hồ, lật sở cuốn sách yêu thích nhất, bạn sẽ thấy thời gian trôi thật chậm. Với những tâm hồn dễ rung cảm, có lẽ đây là khoảng thời gian lắng đọng, dịu êm nhất trong ngày. Quý vị và các bạn thân mến, cũng đã rất lâu rồi như Quỳnh chưa được trải nghiệm một không khí trong lành và không gian yên tĩnh như ở đây.
Và như Quỳnh cảm thấy mọi phiền lo như tan biến ở lại phía sau. Hy vọng rằng khi đến đây quý vị cũng sẽ cảm thấy an yên trong tâm hồn. Và đến đây, khám phá cùng PTD kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Đắk Nông cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.